Hai giáo án mới vừa được các cao thủ liên minh khai phá trong bản 14.18 đang cho thấy hiệu quả cao mà bạn không thể bỏ qua. Hôm nay mời các bạn cùng xemgame.com tìm hiểu chi tiết để phá đảo meta 14.18 nhé! Singed đường dưới. Đã rất lâu rồi, ta không được thấy dược sĩ điên Singed xuất hiện trong đấu trường công lý. Phần vì meta thay đổi, nhưng lý do cốt lõi là Singed quá yếu, gần như chẳng có cửa nào để đi lại với các hot pick đường trên cả. Nếu đổi đường, Singed thuộc dạng không thể một chấp hay. Phàm trong trụ với hắn cũng là ác mộng, khi sát thương đốt khó lấy điểm hạ gục. Tệ hơn, trong giao tranh, Singed chỉ có cách duy nhất là bật chiêu cuối lên và chạy bộ vào tim địch tìm mục tiêu để hất. Còn không thì đi đẩy lẻ là hết bài. Tuy vậy, với các thay đổi meta, khi xạ thủ thuần không quá hiệu quả đường dưới và hầu hết người chơi đều đang tận dụng các xạ thủ cánh yếu, thậm chí là xích để hỗ trợ team, trong lúc đường trên hay đường giữa dùng các tướng vật lý mạnh. Lúc này, Singed nổi lên như một lựa chọn dị nhưng cũng đầy hiệu quả thay thế cho xạ thủ thuần ở đường dưới. Và đặc biệt là hoàn toàn phù hợp meta hiện tại, đó là đường dưới quấy rối để carry cánh trên gánh. Về cách xây dựng, Singed đường dưới sẽ build như bình thường, với vài món quen thuộc là mặt nạ Leandry, quyền trượng ác thần hay đai tên lửa, động cơ vũ trụ. Tiếp theo là ngọc bước chân thần tốc, đảm bảo khâu đi đường, cùng các ngọc tăng tốc để đạt tốc độ bàn thờ. Singed sẽ đi cùng một hỗ trợ tay ngắn, thường có chống chịu và khống chế để đảm bảo các kỹ năng của hắn vào đúng chỗ. Mạnh nhất là Leona và Taric vì có thể kết hợp với rừng để tìm mạng và lăn cầu tuyết từ sớm. Về lết, mục đích của Singed là phá combat càng nhiều càng tốt với bộ kỹ năng khó chịu của mình, ăn các mục tiêu và hỗ trợ đồng đội đến chiến thắng. Nhìn chung, với việc các xạ thủ đường dưới phải chấp nhận đánh cánh yếu như hiện tại, người chơi cũng đang thích nghi bằng việc đưa các pháp sư, đấu sĩ có khả năng thăng tiến sức mạnh với 1-2 món trang bị để chơi theo meta. Và Singed là một trong các lựa chọn đầy tiềm năng mà bạn nên thử qua. Vladimir Max W. Game thủ lâu năm của Liên minh có lẽ không còn xa lạ với vị tướng Vladimir. Tuy đã ra mắt từ lâu, nhưng sự nghiệp của Vladimir cũng khá ba chìm bảy nổi khi cần quá nhiều điều kiện để trở nên mạnh mẽ, trong khi lại có vô vàn lựa chọn khác ổn định hơn. Tuy vậy mới đây, một lối chơi mới đang nổi lên khiến Vladimir ổn định trong khâu đi đường, qua đó mở ra sự trở lại trong meta. Theo đó, ta sẽ ưu tiên Max W hồ máu trước, thay vì Q truyền máu như bình thường. Ở bản 14.12, chiêu W hồ máu thương hiệu đã được tăng sức mạnh toàn diện theo 3 yếu tố quan trọng là máu tiêu hao từ 20 chỉ còn 10%, tỷ lệ sát thương theo máu cộng thêm từ 10 lên 15% và đặc biệt là hồi máu trả lại tăng mạnh từ 15 lên 30%. Từ đó, lối chơi Vladimir Max W ra đời giúp hắn đi đường mạnh hơn, trụ đường tốt hơn và áp lực đối phương. Đặc biệt, bà Ngọc thay đổi với quyền năng bất diệt, tàn phá hủy diệt, kiểm soát điều kiện, lan tràn, thăng tiến sức mạnh và cuồng phong tích tụ. Các ngọc này đều cho khả năng tích cộng dồn AP, máu, chống chịu, đều là các chỉ số cần thiết với Vladimir. Tuy vậy, việc phải thăm ngàn nhiều khiến giai đoạn đi đường của Vladimir rất yếu. Đây là lúc lối chơi Max W được khai sinh để cứu rỗi tướng này. Theo đó, Vladimir sẵn sàng đánh thế yếu để tích các đợt lính. Sau đấy chỉ cần W vào hai quay lính bị đầy thì có thể hồi lại ít nhất nửa cây máu. Qua đó, đối phương chẳng có cách nào để đè Vladimir ra khỏi đường được. Bên cạnh đấy, việc lấy tàn phá hủy diệt cũng giúp Vladimir liên tục đe dọa trụ đường giữa của địch, lấy giáp trụ, bổ sung kinh tế để lên thêm đồ và trở thành mối đe dọa về lết. Trang bị ưu tiên combo, động cơ vũ trụ và quyền trợ ác thần. Sau đó là trang bị tình huống. Nếu xanh là mũ phù thủy, đồng hồ cát để sống sót và quỷ thư. Tất nhiên, lối chơi này kém cơ động và kém sát thương hơn lối chơi Max Q lấy tăng tốc pha, nên chỉ áp dụng khi đảm bảo được hai cánh còn lại không thua quá nhiều. Nếu không kéo được về lết, thì Vladimir cũng không thể đảm bảo khả năng chống chịu và sát thương của chính mình. Với lối chơi này, Vladimir đang trở lại mạnh mẽ, không chỉ ở đường trên mà cả đường giữa. Bạn hãy thử ngay trước khi bước sang bản 14.19 khi hắn đã bị Riot nhắm tới. Hy vọng hai lối chơi bá đạo này sẽ giúp bạn gây bất ngờ trong các trận đấu. Hãy trải nghiệm và để lại bình luận bên dưới nhé!